Bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hezbollah tiếp tục leo thang đến bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện, với những diễn biến đáng chú ý. Sau Hezbollah bị cáo buộc tích trữ vũ khí của Iran tại sân bay quốc tế Beirut, theo nhật báo Anh Telegraph, phe đối lập Lebanon cáo buộc Hezbollah đang sử dụng sân bay quốc tế của Lebanon ở thủ đô Beirut để cất giữ một lượng lớn vũ khí của Iran. Điều này làm gia tăng lo ngại về khả năng Hezbollah sử dụng vũ khí này để tấn công Israel. Sau Thủ tướng Israel chỉ trích Mỹ vì ém vũ khí viện trợ cho Ukraine, Thủ tướng Israel chỉ trích Mỹ vì trì hoãn việc chuyển giao vũ khí viện trợ cho Ukraine, vốn đang chiến đấu với Nga. Theo các nguồn tin quân sự, việc Mỹ chấp thuận cho Ukraine sử dụng vũ khí trên đất Nga gần đây đang khiến cuộc chơi thay đổi. Sự việc khu vực Sevastopol của Nga bị tấn công khiến hàng trăm người bị thương, Moscow cáo buộc Mỹ bật đèn xanh cho quân đội Ukraine nhắm vào đất Nga, khiến tình hình chiến sự thêm căng thẳng. Belarus cũng cảnh báo thế giới đang đứng trên bờ vực của một cuộc xung đột toàn cầu. Các diễn biến an ninh đáng chú ý khác trên toàn cầu. Sao tướng Mỹ khẳng định thỏa thuận quốc phòng Nga Triều có thể tạo ra mối liên kết với Trung Quốc. Sao ký sinh trùng xuất hiện trong bóng bay trợ giác Triều Tiên, gây hoang mang tại Hàn Quốc. Sao công ty vũ khí Trung Quốc trình làng pháo chuẩn NATO. Sao cháy nhà máy pin ở Hàn Quốc, ít nhất 20 người tử vong. Hezbollah, nhóm vũ trang ở Liban, đã tuyên bố sẽ kiện tờ báo Anh The Telegraph về cáo buộc lưu trữ vũ khí tại sân bay quốc tế Beirut. Hezbollah cho rằng thông tin này là sai sự thật và có thể gây nguy hiểm cho nhân viên của họ cũng như người dân vô tội. Phát ngôn viên của Hezbollah cho biết, chúng tôi tin rằng việc lưu trữ vũ khí tại sân bay là hoàn toàn an toàn và không gây nguy hiểm cho bất kỳ ai. Chúng tôi sẽ chứng minh điều này trước tòa và yêu cầu The Telegraph phải chịu trách nhiệm về những tuyên bố sai lệch của họ. Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Israel và Hezbollah ngày càng leo thang. Israel đã liên tục cáo buộc Hezbollah lưu trữ vũ khí tại các khu vực dân sự ở Liban, điều này có thể gây nguy hiểm cho người dân vô tội trong trường hợp xảy ra xung đột. Bộ Quốc phòng Israel cho biết, chúng tôi không thể chấp nhận việc Hezbollah lưu trữ vũ khí trong các khu vực dân sự. Điều này sẽ khiến người dân Liban gặp nguy hiểm. Chúng tôi sẽ không do dự khi phải tấn công các địa điểm này nếu Hezbollah tấn công người dân Israel. Trong một diễn biến khác, cuộc xung đột ở Gaza tiếp tục leo thang với cuộc không kích mới nhất của Israel vào một phòng khám ở thành phố Gaza. Vụ tấn công đã khiến giám đốc dịch vụ cứu thương và cấp cứu của Bộ Y tế lãnh thổ Han Ansafawi thiệt mạng. Đây là cái chết thứ 500 của nhân viên y tế kể từ khi cuộc chiến tranh ở Gaza nổ ra vào ngày 7 tháng 10. Gaza đã chìm trong cảnh hoang tàn sau hơn một tháng giao tranh dữ dội, cuộc chiến tập trung vào thành phố Rafah ở phía nam, nơi khoảng một nửa trong số 2,3 triệu người Palestine đang trú ẩn sau khi phải rời bỏ nhà cửa. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc chiến sẽ sớm kết thúc, nhưng chỉ khi Hamas hoàn toàn mất quyền kiểm soát Gaza. Tuy nhiên, tình hình đang trở nên căng thẳng hơn khi Thủ tướng Netanyahu cáo buộc chính quyền Biden hạn chế việc cung cấp vũ khí cho Israel. Ông Netanyahu khẳng định rằng Mỹ đã chỉ hoãn việc vận chuyển lô hàng vũ khí nặng vào tháng 5 vì lo ngại chúng có thể được sử dụng nhằm vào dân thường. Nhà Trắng bác bỏ cáo buộc này, khẳng định Washington chưa từng làm điều đó và mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Căng thẳng gia tăng giữa hai đồng minh Mỹ-Israel khi ông Netanyahu tỏ ra miễn cưỡng chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn do Tổng thống Biden đề xuất, trong đó bao gồm việc tạm ngừng giao tranh và thả các con tin bị Hamas bắt giữ ở Gaza. Sự chấp thuận của Mỹ cho phép các lực lượng Ukraine triển khai hệ thống tên lửa SIMARS đã nhanh chóng thay đổi tiến trình của cuộc chiến. Trong vòng vài giờ, tình hình chiến trường đã thay đổi đáng kể. Quân đội Ukraine đang phải đối mặt với áp lực đáng kể khi Nga dự kiến sẽ tiến hành một cuộc tấn công mới vào khu vực Kharkiv. Mục tiêu của Nga là chuyển hướng các nguồn lực từ cuộc chiến ở khu vực Donbas, theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, Ivan Harin. Hơn 90.000 binh sĩ Nga đã được bố trí bên trong lãnh thổ Nga và đang chuẩn bị cho cuộc tấn công mới. Việc triển khai hệ thống SIMARS cho phép lực lượng Ukraine ngay lập tức nhắm mục tiêu, làm gián đoạn các hoạt động quân sự và tấn công các vị trí dọc biên giới của Nga. Một chỉ huy pháo binh Ukraine ở khu vực Kharkiv cho biết, ngay từ những ngày đầu tiên, lực lượng Ukraine đã cố gắng tiêu diệt toàn bộ các đội quân dọc biên giới với Nga đang chờ lệnh tiến vào Ukraine. Trước đây, chúng tôi không thể nhắm mục tiêu vào họ, việc này khá phức tạp. Tất cả các kho chiếu đạn dược và các nguồn tài nguyên khác đều được đặt ở khoảng cách 20 km ngoài phạm vi tấn công của chúng tôi. Các quan chức Ukraine, không nêu tên, cho biết Washington đã hạn chế việc Ukraine sử dụng vũ khí mà Mỹ cung cấp chống lại Nga. Với việc hệ thống SIMARS đang hoạt động, lực lượng Ukraine nhanh chóng ổn định vị trí của họ ở khu vực Kharkiv, ngăn chặn các cuộc xâm nhập có thể xảy ra của Nga. Tuy nhiên, chính quyền Ukraine đang thất vọng bởi những hạn chế từ Mỹ. Dù sự hỗ trợ của Mỹ đối với Ukraine ngày càng tăng đáng kể, hạn chế này đã cản trở những nỗ lực của Ukraine nhằm vào các căn cứ không quân của Nga. Chiến sự Nga-Ukraine, Nga cáo buộc Mỹ tấn công Sevastopol. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cáo buộc Mỹ tham gia trực tiếp vào cuộc chiến tại Ukraine bằng cách cung cấp tên lửa cho quân đội Ukraine tấn công Sevastopol. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Mỹ sẽ phải gánh chịu hậu quả cho hành động này, đồng thời nhấn mạnh rằng thời gian sẽ trả lời cho vấn đề này. Theo thông tin từ hãng thông tấn RIA Novosti, ông Peskov cho biết việc Mỹ tham gia trực tiếp vào chiến sự khiến thường dân Nga bị giết. Ông Peskov cũng trả lời câu hỏi của các nhà báo về việc liệu Moscow có lên kế hoạch trả đũa Washington hay không. Ông khẳng định các cơ quan điều tra đang tiến hành làm việc và cho biết rõ ràng Mỹ là kẻ đứng sau vụ tấn công.
Ông Peskov kêu gọi các đại diện truyền thông đặt câu hỏi cho các nhà báo nước ngoài và các nhà lãnh đạo của các quốc gia châu Âu và Mỹ về việc tại sao chính phủ của họ lại giết trẻ em Nga. Trước đó, vào lúc 12 giờ 15 ngày 23 tháng 6, quân đội Ukraine đã tấn công Sevastopol bằng 5 tên lửa chiến thuật. Các blogger quân sự Nga đã chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga và các cơ quan an ninh của Nga vì đã không ngăn chặn được cuộc tấn công và bảo vệ thường dân. Cảnh quay được công bố cho thấy lực lượng Nga đã đặt thiết bị quân sự ở các khu vực dân sự ở Crimea kể từ khi cuộc chiến toàn diện bắt đầu. Quân đội Nga có thể đặt các mục tiêu gần các khu vực dân sự để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine. Thương vong trong vụ tấn công Sevastopol vẫn chưa được xác nhận. Các quan chức quân sự Ukraine không xác nhận cũng như không phủ nhận việc tham gia vào cuộc tấn công này. Kết quả bầu cử vừa qua tại Đức đã ghi nhận chiến thắng áp đảo của khối đối lập trung hữu, bao gồm Liên minh Dân chủ Thiên Chúa Giáo, CDU, và Liên minh Xã hội Thiên Chúa Giáo, CSU, với 30% số phiếu bầu. Đứng thứ hai là Đảng Cực hữu Giải pháp cho Đức, với 15,9% số phiếu bầu. Trong khi đó, Đảng Liên minh của Thủ tướng Đức nhận kết quả tệ nhất từ trước đến nay, chỉ đạt 13,9% tỷ lệ ủng hộ. Đức hiện là nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine ở châu Âu, với tổng số viện trợ và cam kết viện trợ tương lai lên tới 28 tỷ euro, tương đương 30 tỷ đô la Mỹ. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Belarus, bà Natalia Kochanova, mới đây đã cảnh báo thế giới một lần nữa đang đứng trên bờ vực xung đột toàn cầu. Hãng thông tấn Ria Novosti dẫn lời bà Kochanova cho biết, chỉ sau 8 thập kỷ chung sống thịnh vượng, nhân loại một lần nữa đối mặt với nguy cơ chiến tranh toàn diện. Bà nhấn mạnh rằng một bước đi sai lầm khác của các chính trị gia phương Tây có thể phá vỡ cấu trúc mỏng manh của hòa bình, đẩy phần lớn nhân loại vào cuộc chiến tranh tàn khốc. Trong bài phát biểu của mình nhân ngày tưởng niệm quốc gia các nạn nhân của chiến tranh vệ quốc vĩ đại và cuộc diệt chủng của người dân Belarus, bà Kochanova khẳng định người dân Belarus hiểu rõ giá trị của hòa bình và sẵn sàng bảo vệ ký ức lịch sử để không lặp lại những bi kịch trong quá khứ. Bà cũng nhấn mạnh chủ quyền và độc lập là tài sản quan trọng nhất của Belarus và những giá trị lâu đời của đất nước là nền tảng cho sự phát triển hòa bình của nhà nước Belarus. Ủy ban điều tra Nga thông báo ít nhất 15 sự kiện. Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Thủ tướng Albania, ông Edi Rama, đã gọi Mỹ, Liên Xô và Israel là ba ác quỷ của thế giới. Bài đăng trên mạng xã hội có chứa đoạn video ghi lại cảnh ông Rama thảo luận về ba tội ác lớn trên thế giới. Video đã thu hút hơn 4 triệu lượt xem và được chia sẻ gần 100.000 lần tính đến sáng sớm ngày 24 tháng 6. Thủ tướng Edi Rama nổi tiếng với phong cách thẳng thắn và những bình luận của ông thường trở thành đề tài nóng trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội. Bình luận gây sốc của ông Rama được đưa ra trong một bài phát biểu trước Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Bài phát biểu diễn ra trong cuộc họp báo của ông Rama và ông Blinken tại Albania hồi tháng 2 và có thể được tìm thấy trên kênh YouTube chính thức của Bộ Ngoại giao Mỹ. Thủ tướng nước Cộng hòa Albania đã chỉ rõ những tội ác trên thế giới liên quan đến chủ nghĩa đế quốc Mỹ, chủ nghĩa đế quốc xã hội Liên Xô và chủ nghĩa phục quốc Do Thái. Tuy nhiên, bài đăng trên mạng xã hội chỉ chiếu một đoạn video bị cắt xén, khiến lời nói của ông Rama bị bóp méo, thiếu đi ngữ cảnh. Thực tế, ông Rama đã đưa ra những bình luận này khi nói về quan điểm của Albania về các vấn đề thế giới trong thời kỳ chủ nghĩa cộng sản vào giữa thế kỷ 20 đến cuối thế kỷ 20. Trong buổi họp báo, Thủ tướng Rama cho biết trong quá khứ, Albania đã rất mạnh mẽ phản đối ba ác quỷ lớn là Mỹ, Liên Xô và Israel. Ông giải thích quan điểm này xuất phát từ lập trường chính trị của Albania dưới thời lãnh đạo Enver Hoxha. Ngoại trưởng Albania khẳng định mối quan hệ tích cực của nước này với Mỹ, bác bỏ những hiểu lầm về phát ngôn của Thủ tướng Albania. Ông nhấn mạnh rằng những lời nhận xét của Thủ tướng không nhằm mục đích chỉ trích Mỹ hiện tại, mà là phản ánh một giai đoạn lịch sử đặc biệt của Albania. Đồng thời, ông cũng lưu ý đến sự phức tạp trong quan hệ quốc tế và những thách thức mà các nhà lãnh đạo phải đối mặt khi cân bằng quá khứ và hiện tại. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Nga và Triều Tiên đã ký kết một hiệp ước sâu rộng bao gồm hợp tác chính trị, thương mại, đầu tư và an ninh. Theo đó, hai nước cam kết hỗ trợ quân sự ngay lập tức cho nhau nếu một bên bị tấn công. Ông Putin gọi đây là sự tăng cường quan hệ lên một tầm cao mới, trong khi ông Kim gọi liên minh mới là thời điểm bước ngoặt trong quan hệ song phương. Liên minh mới này đã khiến nhiều quốc gia lo ngại, trong khi đó Trung Quốc, đồng minh chính trị và kinh tế của Nga và Triều Tiên lại gần như im lặng. CNN phân tích rằng Bắc Kinh, đối tác quan trọng nhất của Nga và Triều Tiên, đang theo dõi sát sao sự kiện này. Theo chuyên gia tại Đại học thành phố Hồng Kông, sự hỗ trợ của Moscow dành cho Bình Nhưỡng, đặc biệt là về công nghệ quân sự, có thể làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông cho rằng, sự hỗ trợ này sẽ khuyến khích ông Kim Jong-un đẩy nhanh việc phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa, khiến tình hình khu vực trở nên khó kiểm soát hơn. Chuyên gia cũng lưu ý rằng Trung Quốc, trong khi cố gắng kiểm soát tình hình và ngăn chặn leo thang, cũng không muốn Triều Tiên sụp đổ hoàn toàn. Bắc Kinh lo ngại rằng nếu điều này xảy ra, Hàn Quốc, với sự hỗ trợ của Mỹ, sẽ tiến vào khu vực để thiết lập trật tự và quản lý. Điều này sẽ làm gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ gần biên giới Trung Quốc, đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia. Chuyên gia cho rằng khi Moscow và Bình Nhưỡng tăng cường liên minh, Bắc Kinh sẽ thận trọng giữ khoảng cách. Mặc dù không có sự hiện diện của Trung Quốc trong mối quan hệ đồng minh giữa Nga và Triều Tiên, Bắc Kinh vẫn là yếu tố quan trọng.
mối liên minh mới này có thể gây ra một số thách thức cho Trung Quốc, nhưng không đến mức làm tổn hại nghiêm trọng đến mối quan hệ của Bắc Kinh với hai nước này. Trung Quốc vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì ổn định tại khu vực Đông Bắc Á, và cả Nga lẫn Triều Tiên đều cần đến sự hỗ trợ của Trung Quốc trong nhiều mặt. Sự hợp tác quân sự mới giữa Nga và Triều Tiên đang dấy lên lo ngại về khả năng xích mích với Trung Quốc, quốc gia vốn là đồng minh lâu năm của cả hai nước. Theo thông tin được Reuters đăng tải, Chủ tịch Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Jack Quy, Brown J.A., nhận định mối quan hệ này có thể tạo ra căng thẳng giữa Trung Quốc và Nga. Hiệp ước quân sự được ký kết giữa Nga và Triều Tiên vào tuần trước có thể làm giảm ảnh hưởng của Trung Quốc đối với hai nước này. Các chuyên gia phân tích cho rằng sự hợp tác này có thể gây bất ổn và ảnh hưởng tiêu cực đến tham vọng chiến lược và kinh tế toàn cầu của Trung Quốc. Vào ngày 20 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga có thể cung cấp vũ khí cho Triều Tiên, phản ứng tương tự với việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine. Mặc dù Mỹ quan ngại về thỏa thuận này, nhưng giới chức Mỹ cũng nhận định hiệp định có những hạn chế rõ ràng và Nga chưa chắc chắn sẽ cung cấp mọi thứ cho Triều Tiên. Theo các quan chức Mỹ, Triều Tiên đang muốn mua máy bay chiến đấu, tên lửa đất đối không, xe bọc thép, thiết bị và vật liệu sản xuất tên lửa đạn đạo, cũng như các công nghệ tiên tiến khác từ Nga. Ông Brown cho rằng thỏa thuận này không quá ràng buộc, cho thấy hai nước muốn hợp tác nhưng không muốn bị trói buộc. Hiệp ước được ký kết bởi Tổng thống Putin và Chủ tịch Kim Jong-un vào ngày 19 tháng 6 cam kết hỗ trợ quân sự ngay lập tức cho nhau trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công vũ trang. Tổng thống Putin cho biết Moscow hy vọng sự hợp tác với Triều Tiên sẽ đóng vai trò răn đe đối với phương Tây. Với Biển Đông, Trung Quốc bị tố cáo sử dụng vũ lực hung hăng. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, ông Gilberto Teodoro, đã cáo buộc Trung Quốc sử dụng vũ lực hung hăng và bất hợp pháp nhằm ngăn chặn tàu thuyền của Philippines hoạt động ở Biển Đông. Ông Teodoro khẳng định sự cố mới nhất ở bãi cạn mây không phải là hiểu lầm hay tai nạn, mà là hành động có chủ ý của các quan chức Trung Quốc. Họ đang cố gắng ngăn chặn chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó là một cách sử dụng vũ lực hung hăng và bất hợp pháp, ông Teodoro nói. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm ra các giải pháp hòa bình cho vấn đề này. Philippines tuyên bố sẽ tiếp tục tiếp tế cho quân đội của mình trên một tàu chiến ở bãi cạn mây, nhưng sẽ không công khai lịch trình của các nhiệm vụ. Manila khẳng định việc này không cần sự cho phép hay đồng ý từ bất kỳ ai. Đáp lại nhận xét của ông Teodoro, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 24 tháng 6 cho biết Philippines nên ngừng, vi phạm và khiêu khích và làm việc với Trung Quốc để bảo vệ hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Bắc Kinh cũng thúc giục Manila ngăn chặn, vi phạm và gây hiểu lầm cho cộng đồng quốc tế. Tổng thống Philippines, ông Ferdinand Marcos Jr., cũng đã nói vào hôm 23 tháng 6 rằng Philippines không tham gia vào việc xúi giục chiến tranh và sẽ luôn đặt mục tiêu giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, một tuyến thương mại trị giá 3.000 tỷ đô la Mỹ hàng năm, bao gồm các khu vực mà Philippines, Việt Nam, Indonesia, Malaysia và Brunei tuyên bố chủ quyền. Vào năm 2016, Tòa án Trọng tài Thường trực ở The Hague đã cho biết các tuyên bố của Trung Quốc không có cơ sở pháp lý. Bắc Kinh sau đó đã bác bỏ quyết định này. Theo thông tin từ Reuters, Hàn Quốc vào hôm 24 tháng 6 cho biết đã phát hiện một lượng lớn rác thải nhựa trôi nổi ở Biển Đông. Bác sĩ Nhà Trắng Ronny Jackson mới đây đã yêu cầu Tổng thống Joe Biden xét nghiệm chất kích thích trước và sau cuộc tranh luận với ông Donald Trump. Lý do được đưa ra là để kiểm tra liệu ông Biden có sử dụng thuốc tăng cường thể lực để che giấu sức khỏe đang bị suy giảm hay không. Với tư cách là một bác sĩ Nhà Trắng, tôi cảm thấy xấu hổ khi phải công khai nói về điều này, nhưng tôi sẽ thay mặt hàng triệu người Mỹ quan tâm đến vấn đề này và yêu cầu ông Biden thực hiện các cuộc kiểm tra chất kích thích trước và sau cuộc tranh luận, đặc biệt là các loại thuốc tăng cường hiệu suất, ông Jackson nói trong một tuyên bố hôm 23 tháng 6. Ông Jackson từng là bác sĩ Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Barack Obama và Donald Trump. Ông cũng nghi ngờ Tổng thống Biden đã sử dụng chất kích thích trước bài phát biểu thông điệp liên bang vào tháng 3 do ông chủ Nhà Trắng có những biểu hiện kỳ lạ so với dáng vẻ thường thấy trong suốt hơn 3 năm qua. Một số nguồn tin tiết lộ ông Biden sẽ dành cả tuần tại khu nghỉ dưỡng Tổng thống ở trại Davis, Maryland để chuẩn bị cho cuộc tranh luận. Ông Jackson tin rằng một phần lý do khiến cho Tổng thống vắng mặt lâu ngày thay vì ở Nhà Trắng là để các trợ lý của ông điều chỉnh liều lượng thuốc mà ông sẽ dùng trong đêm tranh luận. Ông Jackson tuyên bố ông đã gửi 5 lá thư tới Nhà Trắng yêu cầu Tổng thống Biden thực hiện các bài kiểm tra nhận thức tương tự bài kiểm tra ông đã tiến hành với ông Trump khi còn đương nhiệm. Ông Donald Trump từng khoe khoang về kết quả kiểm tra nhận thức của mình, nhưng ông Biden chưa bao giờ công khai kết quả kiểm tra tương tự. Theo một cuộc thăm dò của New York Times công bố vào tháng 4, 72% cử tri Mỹ, trong đó có hơn một nửa đảng viên Đảng Dân Chủ, tin rằng ông Biden quá già để có thể lãnh đạo đất nước một cách hiệu quả. Tuy nhiên, trong khi các vấn đề chính trị trong nước đang nóng lên, ngành công nghiệp vũ khí quốc tế lại chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý. Cuộc chiến ở Ukraine và các lệnh trừng phạt từ phương Tây đã khiến ngành công nghiệp vũ khí của Nga bị ràng buộc. Điều này đã tạo cơ hội cho các công ty vũ khí Trung Quốc lấp đầy khoảng trống trên thị trường quốc tế. Tại triển lãm quốc phòng Eurosatory ở Pháp vào tuần trước, tập đoàn công nghiệp phương Bắc Trung Quốc, Norinco, đã trưng bày các mô hình pháo tự hành, đánh dấu bước tiến lớn trong việc sản xuất vũ khí theo chuẩn NATO. Theo trang South China Morning Post, nhà sản xuất vũ khí trên bộ lớn nhất Trung Quốc, Norinco, đã trưng bày các mô hình thu nhỏ của pháo tự hành PLZ-52 và pháo tự hành SH-15 gắn trên xe tải.
Cả hai khẩu pháo đều có cỡ nòng 155mm, theo tiêu chuẩn NATO. Norinco đã lựa chọn pháo chuẩn NATO để có thể mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt nhắm đến các quốc gia Trung Đông và châu Phi. Trước đây, Trung Quốc thường sản xuất pháo theo tiêu chuẩn của khối cộng sản, nhưng nhận thấy nhu cầu của thị trường quốc tế, họ đã chuyển hướng sang các loại vũ khí có cỡ nòng 155mm, một chuẩn mực của NATO. Ông Timothy, nhà nghiên cứu quốc phòng quốc tế cấp cao tại tổ chức tư vấn Rand Corporation có trụ sở tại Mỹ, cho biết pháo tự hành Trung Quốc có chi phí tương đối thấp so với máy bay và các hệ thống vũ khí tiên tiến khác, nhưng lại rất hữu ích trong việc chống lại đối thủ trên mặt đất. Vì vậy, trường tiềm năng cho các loại vũ khí này rất lớn. Eurostarter, vũ khí mới, thị trường mới và bất ổn chính trị ở Pháp. Eurostarter, một loại xe tăng mới của công ty vũ khí Nga, được giới chuyên gia đánh giá là có thể thu hút sự chú ý của thị trường quốc tế, đặc biệt là ở Trung Đông và châu Phi. Theo chuyên gia Fiola, Eurostarter không chỉ nhằm mục đích báo hiệu sự hiện đại hóa của ngành công nghiệp vũ khí Nga mà còn là lời khẳng định vị thế dẫn đầu của họ. Trong khi đó, Sanir, chuyên gia về nền tảng mặt đất của công ty tình báo quân sự toàn cầu Di, cho biết những quốc gia từng phụ thuộc vào Nga có thể sẽ quan tâm đến vũ khí và thiết bị của Trung Quốc do lợi thế về chất lượng và chi phí. Bên cạnh đó, tình hình chính trị ở Pháp cũng đang trở nên căng thẳng. Bộ trưởng Nội vụ Chataman ngày 24 tháng 6 đã cảnh báo về khả năng xảy ra bạo lực và bất ổn trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông Taman lo ngại về những lời hứa, ảo tưởng của các đảng cực đoan có thể dẫn đến sự thất vọng và giận dữ của người dân, từ đó gây ra bất ổn sau mùa hè. Tôi sợ những căng thẳng sau mùa hè, Bộ trưởng Taman chia sẻ. Chúng tôi sẽ đảm bảo an ninh được duy trì trong ngày bầu cử. Nhưng tôi lo lắng về những hậu quả tiềm ẩn của cuộc bầu cử, đặc biệt là sự thất vọng của người dân đối với các chính trị gia. Bầu cử Pháp, lo ngại bất ổn Đức cảnh báo Trung Quốc. Việc bầu cử sắp tới tại Pháp đang được theo dõi sát sao bởi giới chức quốc tế, với những lo ngại về khả năng bất ổn trong bối cảnh kinh tế và xã hội của nước này đang gặp nhiều khó khăn. Bộ trưởng Nội vụ Pháp đang nỗ lực đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra một cách hòa bình và dân chủ, đồng thời chuẩn bị cho các tình huống xấu có thể xảy ra. Trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây, Phó Thủ tướng Đức Robert Habeck đã lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh về mối quan hệ chặt chẽ của nước này với Nga. Ông cho rằng sự ủng hộ của Trung Quốc đối với Moscow đang gây tổn hại cho quan hệ kinh tế và thương mại giữa Trung Quốc và EU, đồng thời làm suy yếu vai trò của Bắc Kinh trong cộng đồng quốc tế. Ông Habeck khẳng định Bắc Kinh không thể giữ lập trường trung lập trong khi lại ủng hộ những hành động gây tổn hại đến lợi ích an ninh của các quốc gia khác. Ông cũng bày tỏ quan ngại về những hậu quả kinh tế tiềm ẩn do hợp tác giữa Trung Quốc và Nga. Chuyến thăm của ông Habeck đến Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa EU và Bắc Kinh về vấn đề thương mại và an ninh. EU mới đây đã áp thuế mới đối với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, và Bắc Kinh đã phản ứng bằng cách mở một cuộc điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm của EU. Những diễn biến trên cho thấy mối quan hệ giữa các cường quốc đang ngày càng phức tạp, với nhiều thách thức và bất ổn tiềm ẩn. Việc bảo vệ lợi ích an ninh và kinh tế của các quốc gia trong bối cảnh địa chính trị hiện nay đang trở thành một nhiệm vụ cấp bách và đầy thử thách. Trung Quốc đang kêu gọi Liên minh châu Âu, EU, hủy bỏ các mức thuế áp đặt lên hàng hóa của nước này. Bắc Kinh tuyên bố sẵn sàng tham gia đàm phán, song không muốn bị kéo vào một cuộc chiến thuế quan mới, bởi họ vẫn đang phải đối mặt với các mức thuế áp đặt từ Mỹ. Tuy nhiên, Trung Quốc khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích của các doanh nghiệp trong nước. Hai bên đã đồng ý tái khởi động các cuộc đàm phán thuế quan sau cuộc điện đàm giữa Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Valdis Dombrovskis và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào. Theo tờ báo Hoàng Cầu, mục tiêu tối ưu của cuộc đàm phán là EU phải hủy bỏ quyết định áp thuế trước ngày 4 tháng 7. Bài báo cũng cho biết, nếu EU tiếp tục cứng rắn, Trung Quốc sẽ phải đưa ra các biện pháp phản ứng. Sự leo thang trong căng thẳng thương mại sẽ chỉ dẫn đến kết quả thua lỗ cho cả hai bên. Chính sách thương mại của EU ngày càng trở nên bảo thủ do lo ngại mô hình phát triển tập trung và sản xuất của Trung Quốc có thể gây ra tình trạng thị trường châu Âu bị bão hòa bởi hàng hóa giá rẻ. Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc về trợ cấp bất hợp pháp và dư thừa năng lực sản xuất. Họ cho rằng sự phát triển của ngành công nghiệp xe điện Trung Quốc là kết quả của sự kết hợp giữa lợi thế công nghệ, thị trường và chuỗi cung ứng. CGTN, kênh truyền hình quốc tế của Trung Quốc, đã phát hành một bộ phim tài liệu mang tên Giấc mơ mặt trăng, kể về câu chuyện của các sinh viên. Hành trình vào vũ trụ, Trung Quốc-Pakistan hợp tác thăm dò mặt trăng. Một dự án hợp tác thăm dò mặt trăng giữa Trung Quốc và Pakistan đang thu hút sự chú ý của giới khoa học quốc tế. Theo một trợ lý nghiên cứu tại Đại học Giao thông Thượng Hải, dự án này thể hiện tham vọng lớn và khát vọng vươn tới những điều phi thường của giới trẻ trên toàn thế giới. Dự án này mang ý nghĩa to lớn bởi nó đánh dấu bước tiến mới trong việc khám phá vũ trụ. Sứ mệnh này, được gọi là Hàng Nga 6, sẽ là nhiệm vụ đầu tiên của con người nhằm lấy mẫu từ vùng tối xa nhất của mặt trăng và đưa về trái đất. Nếu vệ tinh thành công, chúng ta sẽ là những người đầu tiên nhận được tín hiệu từ khoảng cách 380.000 km. Đây là vệ tinh nano đầu tiên du hành vào không gian xa và cũng là sứ mệnh hợp tác vệ tinh đầu tiên giữa Pakistan và Trung Quốc. Chúng ta đang theo đuổi những ngôi sao cao xa bằng đôi chân vững chắc ở mặt đất. Đó là những nền tảng thực tế chúng ta đã đạt được khi mặt trăng sáng rực trên cao bầu trời đêm. Bạn luôn biết nó vẫn ở đó, và chúng ta vẫn tiếp tục theo dõi và khám phá nó, trợ lý nghiên cứu chia sẻ. Vụ cháy nhà máy pin lithium ở Hàn Quốc, ít nhất 20 người thiệt mạng.
một vụ cháy nhà máy pin lithium ở phía nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc, đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hỏa cho biết những người thiệt mạng có thể là trong số 23 người mất tích trong vụ cháy. Con số tử vong có thể tăng, vì 20 trong số những người mất tích là người nước ngoài, bao gồm cả công dân Trung Quốc. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 sáng ngày 24 tháng 6 tại nhà máy sản xuất pin lithium ở thành phố Waesong, tỉnh Chungcheong Nam. Khi đó có hơn 100 người đang làm việc trong nhà kho chứa khoảng 35.000 cục pin ở tầng 2. Video lan truyền cho thấy ngọn lửa dữ dội bùng cháy từ tầng 2 của nhà máy. Biến đổi khí hậu, nước dâng cao kỷ lục, hàng trăm ngôi nhà phải sơ tán. Hàng trăm ngôi nhà tại thành phố thứ nước sinh hoạt phải sơ tán do giếng nước bị ngập. Thị trưởng Kevin Van Otelo cho biết mực nước dâng cao đáng kể, trong vòng 1 tiếng rưỡi, nước đã dâng thêm 10cm trong đêm qua. Tình trạng khẩn cấp đã được tuyên bố cho 21 quận ở phía bắc Aoka, bao gồm cả quận S Thung Lũng Rốc. Hình ảnh được ghi lại bởi drone của cảnh sát trưởng địa phương cho thấy đường phố bị ngập hoàn toàn, chỉ còn mái nhà và ngọn cây nhô lên khỏi mặt nước. Tại Nam Dakota, Thống đốc Chrissy Noem cũng đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi phần rìa phía đông của bang hứng chịu lượng mưa lớn. Tại thị trấn Kan cách thành phố 48 km về phía đông nam, nước đã dâng lên 46cm. Trong khi đó, sóng nhiệt đang trở nên nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn do khủng hoảng khí hậu toàn cầu, nguyên nhân chủ yếu là do đốt nhiên liệu hóa thạch. Các chuyên gia cho biết vào năm ngoái, Mỹ đã trải qua đợt nắng nóng nhất kể từ năm 1936. Một phân tích dữ liệu của AP từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh cho thấy nhiệt độ quá cao đã khiến hơn 2.300 người tử vong, cao nhất trong 45 năm ghi nhận theo số liệu y tế. Các lượt thăm khám liên quan đến bệnh về nhiệt ở bang New York gần đây cao hơn 500% so với ngày trung bình của tháng 6. Iraq đang trải qua một đợt nắng nóng tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, với nhiệt độ vượt quá 50 độ C vào mùa hè, chủ yếu là trong các tháng 7 và 8 sắp tới. Theo Liên Hợp Quốc, đợt nắng nóng nhấn mạnh tính dễ bị tổn thương của Iraq trước biến đổi khí hậu, quốc gia này xếp thứ 5 trong danh sách các quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu. Căng thẳng giữa Israel và Hezbollah đang leo thang đến bờ vực của một cuộc chiến tranh toàn diện. Hezbollah bị cáo buộc tích trữ vũ khí của Iran tại sân bay quốc tế Beirut, làm gia tăng lo ngại về khả năng nhóm này tấn công Israel. Thủ tướng Israel chỉ trích Mỹ vì trì hoãn việc chuyển giao vũ khí viện trợ cho Ukraine, trong khi Mỹ đang bị cáo buộc cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Bên cạnh đó, Belarus cảnh báo thế giới đang đứng trên bờ vực của một cuộc xung đột toàn cầu. Một số diễn biến an ninh đáng chú ý khác bao gồm thỏa thuận quốc phòng Nga Triều có thể tạo ra mối liên kết với Trung Quốc, ký sinh trùng xuất hiện trong bóng bay trợ giác Triều Tiên gây hoang mang tại Hàn Quốc, công ty vũ khí Trung Quốc trình làng pháo chuẩn NATO và cháy nhà máy pin ở Hàn Quốc khiến ít nhất 20 người tử vong. Hezbollah đã bác bỏ cáo buộc lưu trữ vũ khí tại sân bay quốc tế Beirut và tuyên bố sẽ kiện tờ báo Anh The Telegraph.